Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1-855-855-5888. Good morning, sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio. Và thưa quý vị, sau đây là chương trình Cà Phê Sáng. Ngày hôm nay chúng tôi gồm có chú Phạm Cơ, anh Hoàng Trương và Tường Minh. Chào quý vị, chào chú, chào anh. Vâng, Phạm Cơ, chào chị Tường Minh, chào anh Hoàng Trương và xin chào quý vị khách hàng của Cà Phê. Hoàng Trương xin chào tái ngộ tới quý vị của Cà Phê Sáng. Chào anh Phạm Cơ, chào Tường Minh. Dạ, chào chú Cơ. Trước sau như một. Chú Cơ khỏe không? Cảm ơn chị, tình hình tương đối tốt đẹp. Dạ, coronavirus cũng là đã vừa đi vừa vẫy tay rồi. Dạ. Vẫy tay chào nhau. Dạ. Dạ. Thì hy vọng là như vậy ha. Sao? Hy vọng rất là nhiều. Dạ, tại vì cũng mệt mỏi quá rồi. Cũng sợ sệt quá rồi. Ngày hôm nay chú Cơ với anh Trương có điều gì mới mẻ không để chia sẻ không? Rồi. Bà ơi thì chào gươm lệnh lại cho mời chị thôi chứ. Sao kỳ vậy ta? Chủ quán sai sao thì mình làm vậy thôi, mình đâu có dám. Mình thì chỉ có cái tuổi là cao thôi. Thôi ngày hôm nay anh Trương với chú Cơ cũng không có gì để nói thôi, để mình mời quý vị nghe nhạc nha. Nay có chương trình mới. Chiều nay mở đầu bằng bài hát cái đã ha. Tại vì anh chưa với chú Cơ đẩy lại thì mình có gì mình nói, mời quý vị nghe nhạc trước đã. Cho tụi mình chút suy nghĩ. Có chút bối rối, chạm tay anh rồi, vì anh đang mơ giấc dịu dàng. Có chút tan vỡ, chạm môi thư giãn anh rồi, thấy tan rồi. Vỡ rồi không? Vì em yêu, chỉ yêu mùa ghé thôi. Không tan vỡ đâu, cái này là chót yêu mà. Có chút thương nhớ, tôi nghe nhạc làn môi nhẹ nhàng. Khi em yên say trong giấc, hay không? Có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi, chỉ là mơ mộng. Vì anh luôn mong được có em. Rồi thôi, nghe nhiều quá vi phạm bản quyền, nghe chút xíu thôi. Có một chút xíu nhạc đầu ngày cho quý vị có relax nhẹ nhàng xuống bắt đầu trước khi bước vô. Tại vì thật ra đó thì cũng có liên quan. Cái cách đây vài hôm thì mình nghe được cái bài này Trung Quân hát, cái tựa đề là Trót Yêu. Thì mình cảm thấy nó, từ mình cảm thấy cái nhạc phẩm này cũng khá là hay. Thành ra mới nhưng mà nói tóm tắt nội dung tới, tại vì nghe sơ sơ thì giống như là anh này anh đang mơ được yêu cô này đúng không? Nhưng mà vẫn chưa được phải không? Thì vẫn chưa được toại nguyện đúng không? Anh đã yêu rồi thì ảnh bắt đầu ảnh mơ mộng. Ảnh thì đó chỉ là mơ mộng thôi. Ảnh cái gọi là hãy đến bên anh đi để cho trọn vẹn tình chúng ta, vì nơi con tim này luôn có em. Cái như là một cái lời yêu một cách coi như là hình bóng nào đó đơn phương gì đó, mà cũng, muốn cũng, kêu cũng, này bây giờ bắt đầu họ đã trót yêu rồi nên họ muốn bày tỏ cái tình yêu của họ. Chứ cũng không thể nào gọi là đơn phương đúng không? Nhưng mà đại nhãn đề đó là gì? Trót yêu chú thì khi mà nghe nhạc phẩm này hay thì tụi mình mới chia sẻ với một người anh. Thì trời ơi, bị la xối xả luôn. Là làm sao? Gọi là bây giờ tới tuổi này rồi mà còn tuổi chót cụ đó. Chót cái chét gì nữa. Chót cái chét gì đại khái là mơ mộng, lãng mạn, ủy mị, không thực tế. Hảo huyền. Hảo huyền. Đại khái là nói là để coi nè, mình sẽ còn thực tế chút đi, đã tuổi cụ rồi mà còn ủy mị gì nữa. Nếu như vậy thì con người nó sẽ già đi ghê gớm lắm. Nó không phải như vậy thì... người ta kêu là the young heart, tức là cái tâm hồn mình nó vẫn là cái con người trẻ, còn nó không có bất chấp cái thời gian
Còn nếu như cứ nói về là những người già không biết yêu hay sao? No. Đó, thành ra thì bữa nay Nhân có chú Cơ ở đây rồi, anh Quang Chương cũng là một người được biết là cũng có một cái tâm hồn rất là nghệ sĩ, thường hay ôm đàn guitar hát, thì không biết là có hát những cái bài nhạc mà yêu đương ủy mị hay không, hay là chú Cơ có khi nào mà nghe những cái bài nhạc mà với những cái lời nó tình cảm, nó lãng mạn như là những người mà mới bắt đầu yêu, chót yêu thôi, mới bắt đầu chớm yêu thôi, rồi ngồi đó mơ mộng ước gì em là của anh. Vậy thì cái tuổi mà người anh của tụi mình đó là cái tuổi cụ rồi mà còn mơ mộng viễn vông như vậy thì chú Cơ nghĩ sao? Đồng ý hay là không đồng ý? Mình thực không đồng tế ý. Chút đi mình, à. Khi mà gửi cái bài nhạc này ra thì bị ngay một cái tin trở lại là thực tế chút đi, đã tuổi cụ rồi mà còn ủy mị gì nữa. Nếu như vậy thì đời đó còn gì vui. Đồng ý, cũng đồng ý. Tại vì người ta có câu là sống không tình yêu là chết mà biết thở. Cho nên là cho dù lớn cỡ nào thì cũng phải có tình yêu. Cho dù bây giờ không còn được yêu như xưa nữa, nhưng mà ít nhiều mỗi người đều có một cái tình yêu nào đó đi ngang qua đời mình trước đây. Thì khi mình thực hiện một cái nhạc phẩm nào đó, hay là mình nghe một nhạc phẩm đó nói về tình yêu, thì một phần nào đó nó cũng gợi nhớ cho mình những cái kỷ niệm xưa, những cái lúc mà cái tuổi trẻ mới lớn còn yêu đương. Anh chứ không phải là khi mà anh bây giờ anh có vợ, anh có chồng rồi, anh đi nghe mấy cái bài nhạc đó là anh có vấn đề sao? Không, không, không. Bởi vì con chưa nói đó, thì ít nhiều m�i người đều có cái tình yêu qua đời. Bị qua đời, qua đời mình. Qua đời mình, qua đời. Đúng rồi. Qua đời mình. Thì bây giờ mình nghe lại để mình hồi tưởng lại thôi. Tình yêu mà anh chưa nói, tình yêu mà qua đời á, là phải hát bài đắp mộ cuộc tình. Qua đời mình. Qua đời mình cũng vậy thôi, cũng đắp mộ được cái chứ. Nhưng mà nói chung đó thì tôi thấy rằng là nếu mà nói như vậy đó, xã hội này nó bình đẳng, nó bằng nhau. Nếu mình nói như vậy là mấy ông bà, mấy anh chị là loài tôi ra ngoài à? No. Cái tình yêu là nó mãi mãi trong cái đời sống của mình. Cái tình yêu nó có nhiều thứ. Cái tình yêu nó mãi mãi. Ví dụ như cái tâm hồn của người ta không thể cấm người ta yêu được, dù tới đến tuổi nào. Dĩ nhiên mỗi tuổi người ta có đều có yêu, nhưng mà mỗi tuổi người ta yêu một cách khác nhau. Đó, chứ không phải cái là vấn không đề là chú Cơ, mặc dù là không có bàn thảo trước, nhưng chú Cơ vô đề rất là hợp ý với Tường Minh. Người anh của Tường Minh nói là lời lẽ thì ủy mị, mộng mị, cám dỗ. Với những cái nhạc phẩm. Nếu vậy làm sao mà dạy con được? Trời đất ơi. Giống như là mình cũng thấy mình cũng rất là bị chèn ép nha. Hồi nhỏ đó mà nghe nhạc mà mấy cái nhạc mà giống như là nhạc Chí Linh đồ này kia, những cái nhạc bolero này kia nọ là ba của tụi mình không cho nghe, dứt khoát không được nghe. Nhạc này là nhạc mất nước. Nói rất là thẳng thắn vậy, nhạc như ủy mị là lãng mạn rên rỉ là nhạc mất nước, bắt buộc là các con là phải nghe những ví cái dụ nhạc. Phải nghe như là Bác đã cùng chúng cháu hành quân. Không phải. No, trời ơi. Cái đó là cắt cổ luôn á. Trời ơi, sĩ đại quý sĩ quan Đà Lạt mà nghe đó. Nội mà đi học về mà học tập làm văn thôi là không ưa rồi. Thì giống như là ông ba của tụi mình thì muốn là con cái mình nghe những cái bản nhạc nó hào hùng. Nó không có mang những cái tính chất ủy mị, lãng mạn rồi làm cho mình sướt mướt. Đó, gia đình là như vậy. Rồi bây giờ tình cờ nó nhắc lại cho mình nhớ cái người anh, thì khi mà chia sẻ cái bài này thì cái người anh làm cho mình cũng nhắc lại là có lẽ là có nhiều người họ không có thích để những cái lời lẽ ủy mị, những cái tình cảm lãng mạn đó nó ảnh hưởng. Vậy thì nghe nhạc như vậy nó có ảnh hưởng tới mình không? Cái những cái lời lẽ ủy mị rồi gọi là quá lãng mạn, quá sướt mướt như vậy, nó có ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mình không? Anh chưa? Không. Nghe thì những nghe cái lúc thôi. Đó thôi. Tức là cái lúc đó mình nghe nhạc, mình có thể thả hồn theo cái ý nhạc thì có. Lỡ nó thấm nhưng vô mà, sao? No, làm sao để thấm thì ăn thôi. Thấm vô đâu có sao? Chị không biết là Khải Hưng có viết một cuốn truyện nè. Anh phải sống. Anh phải sống. Thì mình phải sống để mới yêu chứ. Bây giờ nếu mà sống không có tình yêu sao sống? Anh phải sống. Thì thành ra anh, là cũng, anh yêu bằng đủ thứ truyền cũng trong tùy, đời. Tùy theo cái người mà thưởng thức nhạc đó. Dù có nhiều người họ nghe, chứ có lẽ là cái anh đó anh sợ rằng là khi mà những người mà cứ theo nghe cái đó mà rồi cứ sống bằng cái ảo tưởng đó, cái ảo giác đó là nó có vấn đề.
Tức là cứ nghe nhạc ủy mị rồi xong rồi bắt đầu yêu đương lãng mạn rồi xong cứ nuôi dưỡng cái không gian đó rồi suốt ngày cứ lờ mờ mình hay là nói chuyện yêu đương xa vời thì nó quá đáng trong đời sống, nhưng mà chỉ lúc đó mình có cái feeling theo bài hát rồi xong rồi trở lại bình thường thì có chưa nghĩ đâu có gì. Thì mình cũng lúc đó thì mình cũng bị sốc lắm, tại vì mình thấy nghe một bài nhạc hay hay thì mình muốn chia sẻ với những người anh em để nghe cùng, thì mình vì sắp thì mình cũng nói là âm nhạc thì phải có lãng mạn, phải có mộng mơ. Chứ mà cái gì cũng cùi bắp như cái cuộc sống thường ngày thì nó chán quá đúng không? Vậy thì cần chi mà thơ với nhạc nữa? Thì anh mới trả lời đó là thì đúng, mộng mơ một chút thì được để cho người có hy vọng sống, nhưng mà ảo mộng quá thì không nên. Mình phải sống thôi. Nghĩa là cái đời sống mình phải sắp xếp. Ví dụ như mọi thứ chuyện nó đều có hết. Cái tuổi của mình, tuổi nào có cái tuổi đó. Và nhưng mà những cái chuyện mà căn bản trong đời sống, tình yêu, đời sống là những cái chuyện căn bản, làm việc là những cái chuyện căn bản. Những cái đó là nó làm cho cái đời sống mình nó phong phú. Tại sao mình phải lợi dụng cái tuổi già để mà cắt đi cái tình yêu đó, vậy được. Vậy cái câu cái câu sốc nhất là cái câu là cái tuổi cụ rồi đó mà là cái câu đó nó mới đau lòng. Thì mình thấy cái cuộc tình của cái cô nghệ sĩ mà bỏ đảng đó, Kim Chi đó, lấy một cái ông cũng 80 tuổi rồi, cổ 70 mấy tuổi rồi, thì bây giờ mới kết hôn. Thì mình thấy là tuổi nào thì cũng có tình yêu, nhưng mà để thứ sáu đi, mình sẽ nói về cái chủ đề hay là ngày hôm nay cũng được, thứ sáu nếu có chủ đề thì cứ nói tới thứ sáu luôn. Dạ, có sao đâu. Thì là mình sẽ nói là cái tình yêu của cái người lớn tuổi với cái người trẻ nó khác nhau như thế nào, giống như là chú Cơ nãy mới đặt ra đó. Khi mà người lớn tuổi họ vẫn yêu, nhưng mà chắc chắn là yêu một cách khác. Dĩ nhiên cái họ yêu họ có cái hành động khác, họ có cái hành động, cái suy nghĩ, cái đối phó khi mà tình yêu gặp trắc trở. Họ có những cái phương cách mà người ta cho rằng là có thể đối với tuổi của tụi tôi là có thể chín chắn hơn là người trẻ. Họ có cái suy nghĩ cũng dễ hơn là những cái người trẻ. Họ chấp nhận được cái đau thương hơn những người trẻ. Nói chung là, nhưng mà họ phải có tình yêu. Ai cũng phải có tình yêu. Không thể nào mà cắt đi và bỏ đi cái tình yêu của mọi người được. Nào. Vậy thành hàng chi mấy chú mà 70-80 tuổi vẫn về Việt Nam. Your wedding class of 20. Anh Cường làm em giật mình, anh Cường. Anh Cường, anh muốn nói tiếng của anh đó. Anh Cường muốn nói tiếng nói của anh đó. Mới vừa mới nói là mấy cụ là đi về Việt Nam, vẫn còn đi Việt Nam cưới vợ đó anh Cường. Anh không, cái đó là khác nữa. Cái đó là khác nữa. Yeah. Thì thôi, để cái chủ đề là tuổi già với tuổi trẻ sẽ yêu thương, đi đến cái tình yêu, cái tâm lý, tình cảm, những cái hành động nó khác nhau thế nào, để cho ngày mai đi ha. Ngày okay. hôm nay mở sẽ cái vụ là âm nhạc á, ủy mị lãng mạn như vậy, nó có thực sự ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình không, nếu mình nghe nhiều hay là mình đắm chìm trong đó? Nhưng mà bản thân Tường Minh có thấy rằng là mình bị ảnh hưởng không? Tức là khi mà nghe những cái cuộc tình của những người mới lớn, thí dụ như vậy, nào là hẹn hò rồi phải tình tứ rồi phải này kia kia nọ, xong rồi về lại bắt ông xã của mình phải làm giống như vậy, ông thí dụ như vậy, đòi hỏi là ồ tại sao anh không có cái hành động gọi là ga lăng hoặc là tình tứ với em nữa, thì cái điều đó là cái điều mà sống mơ mộng. No. Yeah. Bắt không thể nào bắt được, không thể nào bắt được, không thể nào bắt được, không thể nào cấm được. Yeah. No. Nhưng mà đương nhiên là không biết là quý vị như thế nào, nhưng mình khi mình nghe những cái bản nhạc lãng mạn đó, có khi nào mình đặt mình vô cái vị trí lãng mạn đó hay không, mình tơ tưởng hay là mình mơ mộng về những cái cuộc tình nó lãng mạn như vậy không? Có không? Có chứ. Có chứ, ví dụ như anh cũng có quyền ước mơ mà. Dĩ nhiên. Đâu có đóng thuế đâu. Dĩ nhiên là mình ước mơ. Dĩ nhiên. Nhưng mà ý có lẽ anh đó, anh muốn nói đó là mình cứ nghe hoài, thành ra mình cứ nhập tâm rồi xong mình về mình lại muốn áp không. Dụng giống như vậy. Nếu mình thì nghe cái đó là chỉ là ảo mộng đó. Không. Là áp thì không áp được. Không có thể áp được mà cũng phải là ảo thì mộng. Thì đó mới là cái vấn đề chứ. Cái đó là một cái giấc mơ, một cái chuyện thực tình. Ví dụ như bây giờ con người ai cũng có quyền yêu, nhưng mà dĩ nhiên khi mình yêu từ tuổi nhỏ hay tuổi lớn, cái tình yêu của mình hay là cái nhạc đó thì mình phải sống sao cho nó giống y như vậy. Tức là mình có quyền yêu nhưng mà phải làm được cái nghĩa vụ của mình trước cái đã. Cái chuyện của mình phải xong thì mình mới có quyền làm những cái chuyện khác.
bây giờ mình đi chưa xong mà mình đã nói yêu, thấy mình còn vợ rồi mình yêu người khác, cái chuyện nó khác. Yeah. Vẫn, mình vẫn được anh chưa thấy đúng, đúng, đúng à, cái chủ đề của mình. Cái ý là mình nghe nhạc ủy mị. Ủy mị mình có bị ảnh hưởng trong cuộc sống hay không? Cuộc không. Sống của mình còn cái vấn đề tuổi tình yêu của tuổi lớn là ngày mai mình nghe nhạc ủy mị, mình vẫn là thể hay và mình vẫn thích. Mình vẫn thích, nhưng mà không phải rằng là mình thích như vậy rồi mình đời mình đấm ra ủy mị. No, con người. Đó, đó là cái vấn đề. Cái con người, cái tính nó ủy mị là nó ủy mị rồi. Con người phải tập luyện, phải có sẵn những cái chuyện như vậy để biết rằng là không nó nên ủy mị, không nên vậy, không nên khác. Chứ nếu mình sợ ủy mị, mình tránh thì là con chết nữa. No. Yeah. Nghĩa là cái cuộc sống thực tế của mình, mạnh mẽ của mình là nó hoàn toàn nó khác. Đúng. Nhưng mà trong một cái góc tâm hồn nào đó, đó khi mà mình nghe có, nhạc, mình vẫn có những cái phút ước ác, mình có những cái phút lãng mạn, chân mây, lờ mờ. Tôi đồng ý với chị Tân Minh chuyện này. Dĩ nhiên, đó là lý do tại sao mà con chưa nghĩ rằng là có thể anh đó, ảnh không có đồng ý, tức là ảnh sợ rằng là khi mà nghe nhiều quá thì mình lôi những cái hoàn cảnh trong cái cuộc tình đó, trong bài hát đó, mình lại áp dụng với thực tế. Thì đó là hoàn toàn nó là mơ mộng thôi, chứ không còn nữa. Tại vì vợ chồng lấy nhau mười mấy chục năm rồi, có con có cái rồi, không thể nào có những cái cuộc hẹn hò tơ từng coi như là tình tứ giống như là mới yêu nhau nữa. Cái đó là đương nhiên, nhưng mà mình nghe nhạc mà. Thì đúng, lúc anh nghe nhạc mà anh du dương theo chuyện đó là chuyện bình thường. Man, thì anh phải nhớ lại cái kiểu ngày xưa của tôi. Man. Thả hồn khi đó là tôi như thế nào. Thì đúng, đó. Thì anh thả hồn được, nhưng mà sau bài hát rồi thì tỉnh lại. Thì đâu có sao đâu, thì mình trở lại. Đừng cứ tiếp tục mơ mộng ảo tưởng nữa. Đâu, nó tại vì anh mơ mộng ảo tưởng. Phần tôi cơm bạch. Thì đó, tôi đâu có nói gì đâu. Còn như chị nói là anh đó anh có thể là anh sợ như vậy. Chứ còn anh có ảo tập mộng hay không thì đâu ai biết. Thành thử ra đó, ngày hôm nay muốn hỏi là khi mà mình nghe những cái loại âm nhạc như vậy đó, nó có ảnh hưởng cho tới cuộc sống của mình hay không? Hay là sau những cái phút mà thả hồn theo mây gió, lơ mộng, lãng đãng đó, thì khi mà mình đối diện cuộc sống thực tế của mình, thì mình vẫn trở lại cuộc sống thực tế bình thường thôi. Cái tôi thấy thế này. Nó như vậy đó là mình phải biết chuẩn bị cho con người của mình. Nó đừng có bị những cái chuyện bên ngoài nó chi phối. Đó là ai chuẩn bị cho mình? Trường học, cha mẹ, bạn bè, mọi cái thứ nó đều ảnh hưởng mỗi ngày đến con người của mình. Thành ra nếu mà mình chắc chắn chuyện đó bình thường. Tôi không bao giờ mà tôi bị một bản nhạc ủy mị mà nó làm cho lúng lay tôi. Tôi yêu nó thiệt, tôi thương nó, tôi thích thật. Nhưng mà rồi sau đó đó thì tôi trở lại ngay với cái chuyện bắt ngày tôi phải làm. Yeah. Giống như là đó trở lại với cái hồi xưa đó là ba của tôi. Bây giờ vì cái đó mà cấm không, tôi không được. Không cho nghe nhạc vàng, không cho nghe nhạc dạng như kiểu như nhạc Chí Linh nó kêu là ru ngủ lính. Cái nguyên văn là nó là ru ngủ lính nên cái nhạc đó là nhạc mất nước, nhất khoát không cho nghe. Không giờ mở lên là ông già dẹp liền. Đó thì quý vị nghĩ như thế nào? Những cái ý kiến như vậy nó có... Quý vị có đồng tình hay không? 713-931-1560 cũng như là quý vị, quảng cáo quý vị đang theo dõi ở trên Facebook live stream của Việt TV thì quý vị cũng có thể để những cái comment của quý vị phía dưới. Âm nhạc nó có ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mình, những cái lời lẽ, những cái giai điệu của âm nhạc nó có đi vô cái cuộc sống thực tế của mình hay không? Hay là khi bài nhạc tắt rồi thì những cái chuyện gì đó nó sẽ chấm dứt? Mời quý vị lên tiếng. Chào anh chị Xuân Đài. Nói hôm nay đưa đề tài cà phê sáng hôm nay đó, nhạc lãng mạn, nhạc mỗi nước khác đó, có ảnh hưởng tới người trẻ và người già không? Thì tôi nghĩ có ảnh hưởng chứ không phải là không ảnh hưởng. Dạ. Ảnh hưởng thế nào ạ? Theo nếu mà mình trẻ đó, nếu mình trong cái group trẻ đó, hồi xưa còn đi học đó, những nhạc lãng mạn, những nhạc buồn đó, thì vui vào lòng mình nhiều lắm. Nhiều khi mình thương với cô đó, mình nói không được, những bản nhạc đó nó hát ra hợp với tình cảm mình đó, thì mình cảm thấy bài đó hợp hay với mình đó là cái. Nhưng mà mấy người mà nghe nhạc lãng mạn đó, tình cảm nó dễ bị đè ảm chọc lắm, tại vì nói rằng nó yếu ớt này hái này kia đó, dễ làm cho cường cho thiên hạ. Nhạc lãng mạn tình cảm thì những người lớn nghe thì thấy thương xót cho người đó thôi. Nhưng mà tôi thấy là người lớn tuổi đó thì cũng ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng mà cô nghe thì thấy cũng vui vui vậy thôi, theo ý tôi như vậy. Nghĩa là chú nói là nó sẽ có ảnh hưởng khi mà nghe nhạc ủy mị nhiều quá thì con người mình nó cũng trở nên yếu đuối ủy mị theo hả chú? Thì gần gần giống như là với mình còn trẻ, với mình mà đại khái
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của chú nha. Dạ, chúng tôi xin mời một giả tiếp theo. Dạ, chào cà phê sáng. Chào anh. Dạ, chào anh. Dạ, theo ý tôi thì nghe nhạc quý Mỹ không có ảnh hưởng gì hết. Ví dụ như bây giờ trên đường mình đi đâu, mình đi chơi đó, mình nghe mình thả hồn thế đó. Rồi sau đó mình về trên đúng cái công việc là mình làm những cái việc của mình thôi. Nó giúp mình thư giãn tâm hồn. Chẳng hạn như trong cái bài Chờ Đông nó có cái đoạn là anh ơi xích lại, em ơi xích lại thật gần bên anh cho anh thấy được nụ cười em xinh. Nhiều khi cái bây giờ tôi thì tôi về hưu năm rồi khi tôi nghe cái bài đó tôi nhìn qua bà xã tôi chứ đấy, bây giờ nghe vậy nó giờ tôi thấy tiếu tiếu sao, tại vì nếu bây giờ em xích lại gần bên anh cho em thấy nụ cười của em thì bây giờ em đã xuống bớt mớ răng rồi, đâu còn tơ mộng gì nữa. Tôi thấy nó vui, tất cả ảnh hưởng gì hết á. Nhưng mà khi mà bây giờ chú cái tuổi về hưu rồi thì chú thấy cái nhạc là nhạc, đời là đời, nhưng mà cái tuổi mà tương đối nó còn trẻ trẻ một chút thì nó bị ảnh hưởng hay không? Tại vì em ơi xích lại gần bên anh thì mình nhìn thì cái nụ cười của đang vẫn còn đẹp, cười bỉm chi thôi. Ừ, còn mê lắm. Nó không có làm mình hủy bị gì hết á. Không phải không? Mình rất thư giãn thôi. Nhưng mà mấy đứa con tôi mỗi lần nó nghe tôi nghe nhạc Việt Nam trời ơi, nó nói sao nhạc gì mà nó buồn quá, muốn rớt nước mắt. Nhạc Việt Nam thì đa số là nhạc nó có cái hơi hướng sầu khổ ủy mị đúng không ạ? Dạ, còn nó nghe nhạc Mỹ tôi là chịu không nổi. Ê, hai thế hệ rất khác nhau. Và nó nói nhạc không ảnh hưởng gì hết, cứ nghe là nghe thôi. Anh Nam đúng không? Dạ vâng. Rồi, cảm ơn anh Nam ý kiến vừa rồi nha. Dạ. Lần sau nói chị cười mỉm chi thôi. Dạ. Chắc phải cho đi trồng răng giả quá. Tốn bụng. Sao? Đeo khẩu trang cười. Thời buổi này không sao đâu. anh chưa có ý kiến hay. Dạ. Cảm ơn. Rồi, dạ. Cảm ơn anh Nam nhiều. Mời một thính giả tiếp theo nữa. Hello. Dạ. Dạ, nghe. Dạ. Xin chào ba vị. Dạ, dạ chào chú. Tôi cũng có theo quan niệm của tôi thôi, tôi tên là Henry. Theo quan niệm của tôi là nhạc buồn hay là nhạc kích động hay nhạc sống, chẳng hạn như cái mỗi người nó có một cái ý thức cái nhạc. Chẳng hạn như mỗi người nó có một cái tâm sự thì chuyện buồn, người ta nghe cái nhạc buồn, nhạc bolero nó giải trí. Để đỡ cái tâm sự buồn của để thoáng qua. Rồi lúc nghe nhạc buồn nó nhiều quá rồi á, thì xem ra nó cũng có một cái thay đổi của nhạc sống. Nhạc cho nó hùng hào cho nó cũng gió nó bay đi. Còn cái nghe nhạc bolero thì người ta buồn quá, để tâm sự ta muốn nghe cái nhạc bolero, nhiều khi người ta rút kinh nghiệm, cũng có nhiều cái câu, cũng có nhiều ý nghĩa hay trong đó, để người ta rút cái kinh nghiệm chứ không ảnh hưởng gì của cuộc sống gì cả. Vì cái nhạc buồn nó làm cho người ta cái thể này dễ trí trong lúc buồn bã, cái thể tiếp thu được cái nhiều cái bản nhạc, cái lời cho nó rất là hay. Người ta tiếp thu để mình rút kinh nghiệm cái cuộc sống của mình sau này thôi. Nó không ảnh hưởng gì cuộc sống thì làm ăn hay được cái gì khác. Cái nhạc buồn á, nó cũng giúp cho những người ta có cái tâm sự buồn để người ta chia sẻ được cái tâm sự nhạc đó. Nhạc ảnh nó cũng giúp cho một cái phần của mình trong cái nỗi đau buồn đó. Nó có một cái sự cho người ta thấy được những cái làm lỗi hay là cái việc đó chỉ buồn. Đã nhiều cái chuyện buồn khác nhau hết, mỗi người có một cái ý thích nhạc hết, giống ai nhà mình giống nhau được cái nhạc, nhưng mà có mỗi người cái ý thích cái nhạc buồn hay là cái nhạc kích động hay là cái nhạc nó có thay khỏa cái cuộc cứ đang buồn, nhưng mà không, nếu đúng là cuộc sống thì nó không ảnh hưởng gì cả. Đó. Vậy thì chú thấy cái ý kiến giống như hồi xưa đó, người ta nói là những cái nhạc mà buồn ủy mị hồi xưa nó ảnh hưởng tới tâm lý chiến đấu của người lính, nó có đúng không ạ? Nó không có, tôi nghĩ là nó không có cái thể vấn đề đó. Nhưng mà theo tôi nghĩ hồi xưa cái đội nhạc lính đó, thì tôi cũng như về hưu rồi, thì tôi cũng có hồi xưa tôi đi hai cái đời lính, tôi hai đời. Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì để lính của mình. Mình nhớ là trong cái việc hồi xưa của mình lính thì chiến tranh. Khi mà cái chiến tranh thì khi mình nghe cái nhạc chiến tranh nó hùng hậu. Thì nó mới sung đúng không? Nghe nhạc em gái hậu phương không mà cứ muốn đi về hậu phương không mà chết.
Tôi cho mỗi người có ý thức thôi, cho mình không có chính xác là mình phán xét được cái chuyện đó. Mỗi người có một cái ý thức nghe nhạc thôi, thấy công nghiệp cái gì thôi. Nói chung là chú là nói là không ảnh hưởng đó. Dạ. Có nghe có nhớ gì em gái hậu phương cũng không ảnh hưởng gì tới tính chiến đấu của chú cả, vậy đúng không? Dạ. Cảm ơn chú. Chúng tôi thấy có quý vị để những cái comment ở phía bên dưới của live stream của chúng tôi cũng khá nhiều. Quý vị hãy tiếp tục gọi vào 713-931-1560. Anh Tôm Vũ nói là âm nhạc sẽ ảnh hưởng đến tâm hồn người ơi. Nghe nhạc vàng nhiều sẽ làm cho tâm hồn buồn, lãng mạn, yếu đuối. Nếu không ảnh hưởng đến ngoại cảnh thì là thánh rồi. Nghĩa là anh nói là nghe là phải có ảnh hưởng. Nếu mà không ảnh hưởng là thánh rồi. Vậy thì khỏi kêu chú Cơ là thánh. Đâu đến nỗi đâu, phải không? Không đến nỗi. Không có thể là ảnh hưởng ngay lúc đó thôi. Tức là cái lúc mình đang nghe đó. Chứ còn sau đó rồi tắt bài hát rồi thì trở lại bình thường thôi. Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây. Hello. Xin chào ạ. Chào buổi sáng. Bên trong mình nói là cái âm nhạc nó thật sự là rất là kích thích đến tâm trạng cũng như tình cảm mà khi người nghe, tùy theo cái tâm sự hoàn cảnh mà người đang tâm sự nghe sẽ mà thấy mà cẩn thận. Nếu mà cái người cá tính đôi khi mạnh mẽ thì nó sẽ không tác động, nhưng mà nếu mà người hơi bị yếu đuối thì nghe dễ bị tác động đưa đến những cái việc làm nó không có được kiểm soát, càng cho cái làm cho cuộc sống nó sẽ đi xuống, giống như là một người nhẹ có tâm tự buồn mà nếu mà nghe buồn thêm lại càng cảm thấy như bị xúc phạm cái tâm tư mà mình đang có, rồi đưa đến những cái quyết định không có đúng sáng suốt lắm. Cho nên là tìm theo cái cá tính của mỗi người. Nhưng mà theo mình thì bản thân mình thì mình buồn, mình nghe nhạc thì rất là mình buồn, mình kiếm nhạc để giải sầu, mình cảm thấy là nó sẽ giúp cho mình thêm, mà mình nghe những cái nhạc mà tương đối là nó lạc quan chút xíu để giúp cho mình bước qua cái khúc giai đoạn đang buồn phiền được. Còn với người khác thì mình không biết, nhưng mà mình chỉ riêng là nếu mà phải cẩn thận khi theo cá tính của mỗi người, chứ đừng có nhiều người ta yếu đuối lắm, giống bạn mình yếu đuối lắm, nghe nhạc rất buồn khóc thêm rồi đưa đến những cái quyết định nó không có sáng suốt, mà nếu không có ai biết mà để ngăn chặn thì rất là tệ hại. Thì nếu mà cái những người mà khá yếu đuối thì những cái bài nhạc nó sẽ làm nó sẽ đeo đẳng trong cái cuộc sống thật nhưng luôn. Mà không biết chị với lại Tường Binh với anh Phạm Cơ nghĩ sao, nhưng con Dương thấy có nhiều người đó buồn thì lại càng thích nghe nhạc buồn. Dạ. Chứ không phải là buồn tìm nhạc vui để giải sầu đâu. Chắc quất. Yeah. Đang buồn mà nghe nhạc cà tưng cà tửng cà tưng. Chắc quất. Nên là buồn, đang buồn là thích nghe nhạc buồn. Đúng rồi, nó mới thấm chứ. Đang tan vỡ là thích nghe nhạc chia tay. Vậy nó mới touching. Đương nhiên đó là không chú, tâm trạng mình đang buồn mình nghe cà rập rình đâu chịu nổi. Bực bội à. Nó khác cái tần số rồi phải không? Đúng rồi, phải không chị? Thế mới khổ. Mình tùy theo người. Nhưng mà theo mình, tại vì mình đang buồn thì mình phải kiếm gì để giải sầu, để giải tỏa cái nỗi buồn đó. Đó, là cái cách mà để giải tỏa. Hoặc là như mình đang cãi nhau với ông xã thì mình sẽ không ở đó để mà cãi, mà mình sẽ ra ngoài xe mở nhạc nghe. Lúc đó là mình sẽ thấy tâm trạng nó bớt xuống. Nó nghe nhạc gì lúc đó, là nghe nhạc giật hay là nghe nhạc sâu lắng hay nhạc im dịu? Nhạc gì cũng được. Miễn sao để mình yên, mình suy nghĩ thôi. Nhạc gì cũng được. Miễn sao không nghe ông kia nói thôi. Đôi khi mình nghe giật giật, nhưng mà mình không thấy giật gì hết á. Cảm ơn chị nha. Dạ, mình nghe nhạc của thần nhạc mình thần tượng á thì nó sẽ cảm thấy nó đỡ hơn. Nó chịu hơn, dạ đúng rồi chị. Dạ. Nhạc gì mình yêu, mình thích, mình nghe, sướng. Dạ. Thank you chị nha. Cảm ơn chị. Dạ, cho hỏi quý danh của chị được không? Dạ, chị Lan. Dạ, cảm ơn chị Lan nha. Chúc chị một ngày vui. Dạ. Dạ, chúc chị tôi lúc nào cũng tươi trẻ nha. Dạ, cảm ơn chị Lan. April Trần nói là em đồng ý là có những bài nhạc rất đúng tâm trạng, nhưng nhạc là nhạc, mình là mình, không có ảnh hưởng gì hết. Chúng tôi mời một khán giả nữa. Hello. Mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Hello, có phải tôi không? Dạ đúng rồi thưa chú. Dạ đúng ạ. Tôi xin chào
ông Nguyên cả từ sáng. Dạ, chào anh. Tôi thì lúc trước tôi thích cái chương trình là Trạng Bình Minh thôi, nhưng mà bây giờ thì rốt cuộc coi hoài thì bây giờ làm như là nó ghiền tới cái ghiền cà phê từ sáng rồi đó. Ghiền cà phê rồi. Thì cái trước đây thì tôi ít gọi lớn, lâu lâu thôi. Bây giờ thì bữa nay tôi coi rồi, tôi thấy là như cũng hơi ngứa miệng, tôi cũng xin lỗi. Thành ra tôi muốn góp ý vô cái chương trình này chút xíu. Thì tôi bản thân cá nhân tôi thì hồi xưa tôi là cậu bé nhà quê, cho nên thích nhạc êm dịu, nhạc mà nói về tình tự quê hương. Ví dụ như gần đây mà tôi thường cái yêu cầu cái bạn mà lối về xóm nhỏ thì cái cô Á Hiền cũng nói sao mà chú Út sao thích nghe cái gì cũng gì xóm nhỏ, cái gì cũng nhỏ thì Út nhỏ hay gì đó thì đại khái vậy. Thì cái đó là cái tâm tình của mỗi người. Thì nhưng mà lớn lên thì tuổi nhỏ thì thích loại nhạc đó, nhưng mà lớn lên dạo quân đội rồi tự nhiên cái hùng khí nó sống dậy, nó chợt nổi dậy. Thì giống như là mấy cái bản như mà Đường Trường Sa, Chú Tá Không Cho Về Nhà hay gì đó, thì nó làm nhìn cái đời sống ở trong cái quân trường đó, nó làm cho cái hào khí của mình nó nổi dậy. Thì rồi lúc đó lại thích nhạc hùng. Rồi đến khi mà lưu vong ra hải ngoại này á, thì cái tâm tình của người mất nước, người tị nạn mất nước, thì lại thích cái phong trào mà nhạc của Việt Dũng với lại cô gì đó, cô Dương Nguyệt Ánh. Cô gì mà song ca, cô Nguyệt Ánh, Nguyệt Ánh với lại Việt Dũng, phong trào mà cái gì mà hưng ca đâu đó, okay. là lại thích nghe. Và nó thì đối với tôi thì cái nhạc là lúc nào nó cũng có ảnh hưởng tốt với đời sống con người hết. Chú lựa đúng nhạc. Bây giờ chú đang đi lính, chú nghe nhạc hùng là chú lựa đúng rồi. Nhưng mà chú đang đi lính mà chú nghe nhạc là chờ gì đó, buông súng hay là thế nọ thế kia, nhạc ngày mai đi nhận xác chồng. Đó, nghe mấy bài đó sao chú chịu nổi, đúng không? Thích chứ, cũng thích chứ. Lúc mà có những lúc mà đêm thâu, mà ví dụ như nghe và giọng gác đêm sương hay cái gì đó cũng thú lắm ấy chứ. Nửa đêm biên giới mà nghe cái lời em gái hộ phương và thủy phổ chúng ta hay thì thấy cũng thích. Có bị ru ngủ không nhờ? Có bị nhục chí chiến đấu không chú? Mà tôi nhắc về cái cô bán chè mà ở cái tuyến mà ở ngoài tuyến Thủ Đức á, cái cô bán chè ngọt hơn mà sao cái giọng quế tôi nghe não được, tôi nhớ hoài tới bây giờ luôn. Cảm ơn chú Út nhỏ. Cảm ơn chú đã chia sẻ những cái tâm tình của chú về âm nhạc. Nhân đây thì cũng cảm ơn cây mía cũng như là bó gì lá lốp cũng như là bài thơ của chú gửi cho chương trình nha. Còn nhiều lắm, tôi còn nhiều thơ về chương trình Cà Phê Sáng này lắm, nhưng mà ngại tại vì nhiều khi thân tóc của mình có dạ không có sao, nhìn thấy nét chữ của chú viết rồi tình cảm của chú gửi vô chương trình là vui lắm rồi. Cảm ơn chú, chúc chú một ngày thật vui nha. Ok rồi, cảm ơn và chú. Chào Cà Phê Sáng, Hoa Trần. Nhạc có ảnh hưởng ít nhiều, một bản nhạc hùng hồn, anh hùng chiến sĩ ngoài tiền tuyến chiến đấu với quân địch mạnh hơn, là nghe các bản nhạc ủy mị làm nản lòng người nghe. Thanh Văn Nguyễn nói là đối với tôi, khi đầu óc căng thẳng tôi sẽ nghe nhạc mình, sẽ có cảm giác thanh thản và bình yên, không thể nào ảnh hưởng vào đời sống được. Nghĩa là cái âm nhạc đó sẽ không có ảnh hưởng vào đời sống. Đó là ý kiến của Thanh Văn Nguyễn. Cũng như là Minh Sang Phạm nói nếu âm nhạc là âm nhạc, mình là mình, thì bạn ấy không biết nghe nhạc. Nếu nhạc không đi vào lòng người thì bài đó không hay. Nghĩa là nhạc phải có ảnh hưởng tới mình. Nếu mà bản nhạc đó nghe xong rồi trôi đi thì cái bản nhạc đó không hay. Anh chưa nghĩ sao? Không, con chưa không nghĩ như vậy. Yes, nếu mà mình nghe cái lúc đó đó mà mình không cảm được đó thì cái bài đó nó chưa đi vào lòng, đúng. Nhưng mà khi nghe xong rồi thì mình phải coi như là trở lại bình thường. Chứ đừng có vì cái hoàn cảnh đó mà mình lấy cái hoàn cảnh cho cái bài hát mình áp vô cuộc sống, cái gì đó không nên thôi.
Chứ còn lúc mà nghe ai cũng có cái cảm nhận về cái nội dung của bài đó. Dạ. Thì lúc đó thôi nha. À, chúng tôi mời một khán giả trên đường dây ạ. Dạ, xin mời. Hello. Dạ, chào chú Nguyễn Mộng Hoàng. Chào. Chào quý vị trên đài. Dạ, chào chú ạ. Đầu tiên là tôi muốn nói rằng cái tình yêu á, nó không phải là cái tuổi tác, không có giai cấp. Hồi nãy quý vị, cái đó là về cái đầu tiên đó. Hãy còn ăn cơm là còn yêu, còn lãng mạn, còn đa tình. Còn vấn đề âm nhạc đó, cái bản nhạc nào mà đa tình, lãng mạn, đi vào lòng người thì cái bản đó rất là hay. Thì hồi nãy có ông nói bản nhạc nào mình không vào đi lòng người là bản nhạc nó không hay, ông đó rất là đúng. Tại vì nhạc có đôi khi người ta nghe nhạc rồi người ta nhập vai, hướng đông mình nằm ở trong đấy. Nhưng mà khi hết nhạc rồi ấy, thì trở về với nếp cái đời sống hiện tại thực tế. Thì đã là con người chứ không phải là con thú. Thì con người nó có khác nhân sinh quan, thì tất cả những cái gì cũng phải đa tình và lãng mạn, là tình cảm nó là một dòng suối ngọt nó chảy cuồn cuộn. Mà khi mà hết khi mà bản nhạc đã xong thì ta hãy nên trở về với thực tế, chứ không có thể chìm đắm mãi được. Đó là ý kiến của tôi. Cảm ơn chú. Ngày nào mà chú không có nói chữ nhân sinh quan, cũng như là từ ngàn xưa tới ngàn nay, cũng như là dòng suối chảy cuồn cuộn trong chú, là Tường Minh sẽ buồn lắm luôn á. Nghe câu đó nó cũng rất là quen thuộc. Thành thử ra đó giống như là cái gọi là cái login của chú Nguyễn Mộng Hoàng. Chúng tôi xin chào đón một thính giả trên đường dây. Hello. Phải thường. Dạ phải tôi. Dạ. Dạ tôi là bà Phải. Xin chào bà Dị. Cảm thấy sáng. Và cái câu hỏi đó rất là hay. Bởi vì tôi xin thưa là những cái nhạc mà hồi xưa mình kêu là nhạc vàng, và có một thời gian bị khi mà chúng ta bỏ xứ mà ra đi, thì những cái nhạc đó bây giờ nó sống lại một cách mạnh mẽ, khỏe khoắn, và cả nước Việt Nam chúng ta. Nói hơi quá đáng, có thể nói là 100% ai cũng thích, là vì nó tán vào một cái lỗ trống của những cái nhạc mà sắc máu, của những cái nhạc mà người ta dùng để mà người ta giết cái miền Nam của mình. Đó. Và bây giờ cái điều đó nói lên cái gì? Đó là nhu cầu của tất cả những khán giả Việt Nam bây giờ. Và họ cũng cảm thấy rằng đó là những bản nhạc nó đi vào lòng người, nó đi vào cái, có thể nói là nhắc nhớ lại một cái chế độ cũ tươi đẹp của ngày xưa mà bây giờ đã bị mai một đi. Đó. Tôi rất tự hào vì tôi cũng có nhiều người bạn cũng làm ở trong cái ngành ca hát. Nhưng nhân đây tôi cũng xin nói, có những người lợi dụng ca nhạc để làm những cái việc tầm bậy tầm bạ, và cũng có những người họ rất là cao cả, họ viết những bài nhạc mà làm cho chúng ta cảm thấy sung sướng là với những cái việc mà mình đang làm. Ý tôi nói là cái trước năm 75 ở miền Nam đó. Hình thử ra đó, những cái bài nhạc nào cũng có khán giả của những cái loại nhạc đó. Mình không thể nói cái loại nhạc đó là như vậy là tôi không thích. Nó mình không thích nhưng mà nhiều khác thích. Không, cái vấn đề như này nè chú, xin quay chú trở lại với cái chủ đề cho nó gói gọn vô cho thính giả dễ theo dõi nhé. Nghĩa là khi mà chúng ta nghe nhạc ủy mị, nhạc lãng mạn, sướt mướt tình cảm, đau khổ vân vân vân, những cái loại nhạc như vậy, nó có ảnh hưởng tới cái cuộc sống thường ngày của chúng ta không? Tôi không nghĩ là vậy. Những người trưởng thành, họ rất là
trừ ra những người mà tinh thần yếu thì tôi không nói. Đó. Còn bình thường á, những cái nhạc mà quỷ mị đi chăng nữa đó, mình nghe đó, thì mình cũng cảm thấy có những cái giây phút nào đó nó cũng tích hợp vào mình cũng tích lắm. Chẳng hạn như là cái bản mà Romeo Juliet chẳng hạn, mình nghe một lúc nào đó mới, một lúc nào đó lúc mà cái mình thấy nó hay, nhưng mà cái, một cái lúc nào đó mình nói tờ cái bài này đúng là cái bài Robine và Morlet đó, nó không hợp với mình đó. Anh thử ra mình nghe cái nhạc mình thích đó, là tùy theo mình, là những người trưởng thành không có bị không có ảnh hưởng, không đúng bị ảnh hưởng gì rồi dạ. Ý kiến của chú là mình có trưởng thành rồi thì nhạc là nhạc, mình là mình, không có đúng. Phải là mình dễ dàng bị cái những cái lời lẽ ủy mị trong cái âm nhạc đó làm đúng. Lay động cái cuộc sống thực tế của mình, đúng không? Cảm ơn chú nha. Đúng rồi. Dạ, đó cho tụi mình hỏi tên của chú được không? Đó, thì tôi là Ba Phải đó. Lâu quá mới nghe giọng của chú Ba Phải. Rồi, xin chào chú nha. Mời một thính giả tiếp theo. Chú Hiệp được không? Chú Hiệp được luôn. Dạ, à, chú Hiệp khỏe hả? À, kính chào quý vị cà phê sáng. Tôi thấy người nào mặt, người nào cũng tươi, có nghĩa là không có còn lo lắng về bệnh COVID-19 mà nhớ lại âm nhạc hồi đời xưa. Riêng tôi thì tôi hồi nãy giờ thấy quý vị nói có nhiều thứ là quý vị giống như quý vị bôi bỏ cái âm nhạc, nói nghe rồi hồi là thấy chán hay là gì đó. Không phải. Chúng tôi hồi còn nhỏ thì sống lúc đó là đồng bào di cư lên, thì chúng tôi còn tiểu thanh niên, rồi có cái ông Lam Phương đó, ông đặt nhạc về di cư ai cũng nghe hay. Đến đổi có cái cặp Nguyễn Hữu Thiết và Ngọc Cẩm ca lên những bài Gạo Trắng Trăng Thanh mà tới bây giờ này quý vị nghe cũng còn thấy hay. Đó là nó vô sâu trong lòng người Việt Nam, thứ nhất, nhất là những người di cư từ ngoài Bắc vô. Tại tất cả đều đa dạng, tại quý vị chỉ nghe những cái nhạc quá bình dân, thành ra sau đó quý vị chán. Còn những cái nhạc nó đi sâu vào lòng. Chú Hiệp đi xa rồi. Chú Hiệp, con lái chú Hiệp lại chút được không? Nghe không? Hỏi á. Lái lại đi. Lái lại, rồi, rồi, bữa nay chú Hiệp quá xuất sắc luôn. Dạ. Tụi mình muốn hỏi là những cái nhạc mà ủy mị á, sức mướt á, nó có ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta thường ngày hay không? Ít có mà muốn nói, chúng tôi còn muốn nói tới cả quốc tế nữa, nhưng mà thôi, tới đây nói về Việt Nam. Tất cả là mình thấy những cái bản nhạc, kể cả cái bản nhạc của cái người mà đi theo Việt Minh rồi đó, mình vẫn hát hàng ngày. Cái gì đã hát hàng ngày quốc thiều Việt Nam đó, cái bản đó nó làm à, nhưng trong lòng người mình thấy yêu nước hay là gì đó, mình cũng hát hoài, đâu có chán. Không có ai nói chán hết, vẫn đi lại cái chỗ chán, không có ai nói là chán hết, mà nó không có hợp cái tình cảm. Khi mà người ta nghe nhạc đó, thì nó sẽ tùy theo cái tâm trạng của mình lúc đó. Cái tâm trạng mình đang như thế này, mình nghe cái nhạc thế kia, thì mình cảm thấy nó không hợp. Chứ hồi nãy giờ thính giả cũng không ai nói là thấy chán hết á. Là khi mà hồi trẻ mình nghe cái nhạc đó mình thấy hợp với mình, nhưng mà bây giờ mình lớn rồi, mình qua một cái giai đoạn khác rồi, thì cái bài đó không còn hợp với mình nữa, mình không có thích nữa, chứ không phải là chán. Nhưng mà cái câu hỏi chính trong cái ngày hôm nay đó là nếu mà chúng ta nghe những cái nhạc ủy mị, những cái nhạc tình cảm sướt mướt, thì nó ảnh hưởng tới cuộc sống thật của chúng ta hàng ngày hay không, có làm cho mình sướt mướt theo, mình ủy mị theo hay không? Đó là cái câu hỏi của ngày hôm nay đó thưa chú. Xin phép chú Hiệp tóm tắt có một phút thôi. Ở đời sống, tất cả quý vị thì thưởng thức theo cảm giác, đều có một lúc quý vị không thích nữa. Đó là cái sự đa dạng của cái sự sáng tạo những cái tác phẩm văn nghệ, nó cũng như vậy. Có nhiều khi những tác phẩm đó nó quá quỷ mị thì nó sẽ phôi pha theo thời gian, đúng như tâm lý của con người. Thì tự nhiên là quý vị là người chẳng hạn làm trong vấn đề phát thanh, phát hình, quý vị cũng có cái ban tham mưu để mà nghiên cứu không nên xài cái nhạc gì nữa hay là gì gì đó.
đời sống cũng vậy, khi người ta chán với tỷ món ăn đó thì thôi chú Hiệp ơi, nó dài rồi nha, hỏi thì không chịu trả lời vô cái câu hỏi chính mà cứ đi vòng vòng hoài à. Dạ thôi thắng lại nha chú Hiệp. Rồi nhưng mà thật ra nghe giọng chú Hiệp mà gọi vào thấy chú khỏe thì vẫn vui lắm. Cảm ơn chú, chúc chú nhiều sức khỏe. À, mời một thính giả tiếp theo trên đường dây. Quốc đây, chào anh Quốc. Mình, dạ. Mọi người. Dạ chào anh. Mọi người khỏe không? Dạ khỏe dạ, lắm. Dạ khỏe. Thì trước tiên mình xin cảm ơn những nhạc sĩ đã bỏ hết cái tâm hồn để mà sáng tác một bài nhạc. Dù cái người này nghe có quen hay là không quen thì mình cũng cảm ơn ha. Thứ tiên mình cảm ơn. Thứ hai nữa là khi mình nghe nhạc á, nó phải có một cái tâm hồn, mình phải chuẩn bị một cái tâm hồn là mình enjoy. Thì nó cũng ảnh hưởng một chút xíu trong cái cuộc sống, trong cái thời gian khi mà mình muốn nghe bản nhạc đó. Thì mình, cái con người mình muốn nghe, mình mới chọn bản nhạc đó mình nghe. Thì chắc phải ảnh hưởng một phần chứ, khi mà mình nghe xong nó đã lắm. Nó đã, nó có cảm giác đã là tại sao? Nó nhập vô cái lời nhạc, nó nhập vô được cái feeling của mình đó. Thì cho nên cái trả lời của mình là có ảnh hưởng. Có ảnh hưởng. Cái người mà có nghe nhạc, cái người mà có tâm hồn nhạc, cái người không có tâm hồn nhạc, cái lối sống đó, nó khác nhau hết. Cái người không có tâm hồn nhạc đó, nó rất là khô cằn. Còn người tâm hồn nhạc đó, họ rất là cởi mở, họ rất là dễ chịu. Yeah. Thì cho nên đó, cái câu trả lời là có ảnh hưởng chứ. Có ảnh hưởng, nghe nhạc ý mị thành người ý mị đúng không? Và nghe nhạc mộng mơ trở thành người mộng mơ. Nó không phải là mộng mơ, nó cho cái tâm hồn mình nó nhẹ nhõm, rất là relax, rất là... Tại vì anh nghe nhạc relax nên anh thật cảm thấy relax. Còn lỡ nhầm nghe bài sướt mướt thì mình cũng sướt mướt theo. Đó thì Tường Minh có, Tường Minh nói cho mình nghe chứ. Tại anh nói có ảnh hưởng. Dạ, dạ vâng. Cảm ơn anh Quốc. Rồi, chào anh Quốc nha. Mời một khán giả tiếp theo. Xin chào. Hello. Dạ. Dạ, dạ, xin chào. Ok, tôi trở lại là xin chúc cho quý vị một mấy câu thơ gọn mới về đặt đây. Nghe chơi cho vui. Nhất là tặng cô Hải Trắng và quý khán giả thích thơ nhạc. Nhạc quỷ mị ai thì chẳng thích, nhạc quỷ mị ai thì chẳng thích, thích thì cũng thích cũng được, tại vì có người không thích, nghe rồi cười khúc khích thấy mê. Phận tôi, tôi tuy út nhỏ nhà quê, nhạc vàng lãng mạn tôi mê quá chừng, xin tặng chung cho quý vị khán giả. Nhạc khúc khích, nhạc sướt mướt, nhạc quỷ mị mà nghe xong cười khúc khích, nó hơi trái ngược. Nhạc quỷ mị nghe xong thì phải chúng phải sửa lại là khóc thúc thích cũng vần đó. Dạ khúc khích chứ không phải là khóc thúc thích, chứ không phải là cười khúc khích. Phải không anh chưa? Đang nghe nhạc đau khổ buồn sướt mướt. Còn chưa có để ý là tưởng đâu là tặng cho cô Tường Minh gì, tặng cô gì đó Hà Trắng. Dạ vâng, cảm ơn chú. Mời một thính giả tiếp theo. Hello. Hello. Dạ. Dạ chào. Thì mình là một ca sĩ thì mình nhận thức như thế này, không biết có chính xác không nghe. Thì đối với người có gu nghe nhạc á, người thích nhạc trẻ, người thích nhạc chỉ tên còn giữ chữ trọng quê hương, thì mỗi thể loại nhạc nó có âm hưởng và nó hay khác nhau, đúng không? Thì cái âm nhạc là món ăn tinh thần. Thì nếu mà trên thế giới bất cứ nước nào mà không có âm nhạc là thì là thành phố đã hết chết, đúng không? Nhưng nhạc ủy mị nó có ảnh hưởng không anh? Chưa dạ. Đi vô chủ đề. Dạ, nhạc ủy mị đó, khi mà anh nói anh là người ca sĩ hay là anh hát nhạc ủy mị rồi, cái cuộc sống anh có ủy mị không? Rồi. Còn nhạc trẻ thì nó kích động quá, nó kích quá, mỗi thể loại nhạc thì nó hay khác nhau. Thì mà anh là ca sĩ địa phương, anh thích anh thể chơi người nhạc trẻ đó. Thì là không phải là anh phân tích nhạc nó khác nhau. Anh áo bài chính bài đây đó. Tại vì mình là hồi nhỏ là 5-6 tuổi biết hát, là có 4 văn nghệ rồi. Dạ. Không, anh vẫn chưa trả lời cái câu hỏi chính mà Tường Minh đưa ra chủ đề. Không phải là để phân tích cái sự khác biệt giữa nhạc này nhạc kia,
mà Tường Minh muốn biết là khi mà mình nghe một cái bài hát mà nó mang cái âm hưởng gì đó, hoặc là ủy mị, hoặc là sướt mướt, thì liệu cái tâm hồn của mình nó có bị ảnh hưởng và nó ủy mị theo cái bài hát đó mang theo mình sau khi mình nghe rồi hay là không? Tức là trong suốt ngày hôm đó, đem ra hoặc cuộc là đời những ngày tới đó, cuộc sống của mình nó bị ủy mị theo không? Tùy theo khán giả thưởng thức, thì mỗi nhạc sĩ mới viết nhạc hay khác nhau. Nó thì đúng, rồi bản thân anh thì anh có bị anh bị ảnh hưởng hay không? Bản thân anh có bị ảnh hưởng không? Tôi có ảnh hưởng không? Tụi mình là ca sĩ mà. Ok, tức là anh hát một bài nhạc buồn thì nguyên ngày hôm đó anh buồn hết hay sao? Đúng, nhạc vui thì vui lắm. Tôi đi mỗi nhạc có tâm trạng, cái hồn nhạc hay khác nhau. Thì nhạc sĩ này thì okay. Nó đó. Rồi, thì là có ảnh hưởng trong cuộc sống thường nhật của anh. Đúng. Okay. Có ảnh hưởng. Đó là cái điều mà chủ đề của chương trình ngày hôm nay là như vậy. Nghe ảnh hưởng rồi mấy người ca sĩ hát nó còn ảnh hưởng dữ nữa, thành ra thường thường ca sĩ lãng mạn lắm đúng không? Vậy thì một đêm mà có ca sĩ nam nữ đều lãng mạn hết chị. Rồi sướt mướt luôn đúng không? Không truyền đạt được cái tâm trạng của nhạc sĩ họ gửi cho ca sĩ. Vậy thì một đêm nếu mà anh hát 5-6 bài khác nhau thì anh sẽ thay đổi cái tâm trạng 5-6 lần khác nhau à? Đúng. Thì nhạc trẻ thì nhạc thời đại rồi, mỗi thể là nhạc khác nhau. Còn nhạc chính tình thì nó lãng mạn quá. Còn nhạc nhạc quê hương, nhạc đô đô thì nó sâu lắng mà nó nhẹ nhàng, mỗi thể là hay khác nhau. Nghĩa là anh một đêm mà anh đi hát mà anh hát 5 bài là tâm trạng anh nó cũng up and down liên tục luôn đó. Lúc vui lúc buồn. Cảm ơn anh. Mời một thính giả trên đường dây. Hello. Hello. Dạ. Tường Minh ơi. Dạ, cô Mai. Dạ, chào cô Mai. Cô Mai kính chào anh Quang Chi. Anh vừa anh Phạm Cơ. Cơ. Dạ. Quên trời. Anh Phạm Cơ. Dạ. Chào Quang Chương. Dạ, chào cô. Tường Minh. Dạ. Ok, bữa nay là thứ năm rồi ha. Ok, cô Mai cũng có chút xíu ý kiến là như vậy nè. Mỗi một người có một cái tâm trạng khác nhau. Theo cô Mai á, theo cô Mai thôi nha. Thì thí dụ ngày nào cô Mai thấy hơi buồn chút xíu thì cô Mai nghe với bản nhạc buồn. Cô Mai thấy nhớ má thì cô Mai nghe cái bản nhạc lòng mẹ, thí dụ như đi. Vui thì cô Mai nghe bản nhạc vui. Nhưng mà khi qua cái tâm tà trạng nó xong rồi thì cô Mai không có thấy là cái âm nhạc ảnh hưởng tới đời sống của cô Mai sau đó. Thì tại vì mỗi một tâm trạng ngày mình khác nhau thì mình nghe cái bản nhạc đó mình cảm thấy là giống như khi mình vui thì mình đâu có nghe nhạc buồn được. Khi mình buồn mình đâu có nghe nhạc vui được. Thì theo cái tâm trạng rồi qua cái đó rồi xong rồi thôi, mình bỏ qua thôi thì mình trở lại cuộc sống bình thường. Không có ảnh hưởng tới cô Mai gì hết. Dạ. Sao cô Mai lại vậy? Dạ. Cảm ơn cô Mai. Okay. Minh Sang Phạm nói nè, bài nhạc là tâm sự về một sự việc gì đó, người ta sử dụng âm nhạc để chia sẻ hay nung nấu cho người nghe để xem đó là bài học kinh nghiệm hoặc là chia sẻ tâm sự của mình. Nhưng mà anh Minh Sang cũng không có nói là vậy thì mình nghe nhạc ủy mị, nhạc sướt mướt, nhạc tình cảm tha thiết thì nó có ảnh hưởng trong cái tâm hồn của mình không? Mình có trở thành người lãng mạn, sướt mướt, tha thước, mộng mơ giống như là cái thể loại nhạc của mình nghe hay không? Thí Lê nói là nghe nhạc tình cảm nó rót vào tâm hồn những hồi tưởng xa xưa, nhưng xong rồi thì trở về với trạng thái bình thường. Thêm một người nữa nói là nó không ảnh hưởng ha. Nhưng mà thật ra đó, tụi mình thấy như vậy nè, anh Trương, chú Cơ cũng như là quý vị, mình phải là một người lãng mạn, mình cũng phải có một chút sướt mướt, mình cũng có một chút mộng mơ thì mình mới tìm nghe những cái nhạc lãng mạn, sướt mướt, mộng mơ, mình mới thấy có cái sự đồng cảm. Chứ bây giờ anh là một cái người rất là thực tế, rất là khô khan, anh nghe cái nhạc sướt mướt ủy mị anh nghe nó phân nì phải không? Không, thì giống như nhạc đó là gia vị của đời sống thế thôi. Thì giống như cô Mai có nói đó, cô chưa nghĩ cái đó là đúng đó. Đôi khi tâm trạng của mình cảm thấy mình đang có cái nhu cầu như thế nào thì mình đáp ứng cái đó thôi. Ví dụ bây giờ mình nhớ mẹ quá thì mở cái bài nói về mẹ thì dĩ nhiên hình ảnh của mẹ nó hiện lên ngay và mình sẽ có những cái tư tưởng mình hướng về mẹ của mình, nhưng mà xong rồi thì thôi trở lại bình thường, đại khái là như vậy. Dạ. Nhưng mà thí dụ như mà bây giờ anh suốt ngày anh thích cái thể loại nhạc đó, anh thích cái thể loại nhạc tình cảm sướt mướt thì chắc chắn anh cũng có một cái phần tình cảm sướt mướt ở trong con người anh nên anh mới tích vô cái thể loại nhạc đó. Thì đó là cái nhu cầu trong cái đầu óc mình nó cần cái đó.
Nhưng mà cái quan trọng là trong cái chủ đề hôm nay, tức là nghe xong rồi ngay lúc đó là mình thả hồn, nhưng mà rồi không xong rồi cả. Back to normal đó là vấn đề. Chứ không phải là vì cái bài đó nó cứ cho mình ủy mị hoặc là sướt mướt cả một thời gian sau đó thì không có. Vậy thì chắc ông anh mình cũng đang nghe đó. Mai mốt lỡ có nghe nhạc sướt mướt thì đừng la nha. Cho phép từ bên nghe nhạc bảo là cụ rồi mà còn mộng mơ quá không được. Chú Cơ cười. Thôi bữa nay nhường cho chú Cơ kết thúc nè. Vâng, thì nói chung tôi cho rằng là âm nhạc là một phần của đời sống, và nó không có tuổi tác mình, nó không ngăn cản mình trong cái đời sống cho tất cả mọi chuyện, trong đó kể cả yếu đứa, vậy thôi. Dạ vâng, và lỡ có nghe nhạc sức mướt ủy mị thì đừng có đem những cái bài nhạc đó rồi quay ngược lại nói chứ cô này nghe nhạc đó, anh kia nghe nhạc đó, chắc là có cái vấn đề gì đây, đang yêu đương, đang ủy mị, đang lãng mạn, vân vân và vân vân. Nghe nhạc là nghe nhạc thôi, trong cái phút giây đó mà thôi. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Kính chúc cho quý vị có một ngày thật là bình an, hạnh phúc bên gia đình và người thân, cũng như là mọi việc quý vị làm được suôn sẻ. Cảm ơn quý vị. V247 Power, công ty điện của người Việt Nam, với giá thấp, với hóa đơn và nhân viên đều sử dụng tiếng Việt. Hãy gọi ngay 1-855-990-9000. Hepatic giải độc gan, chống oxy hóa, hỗ trợ tái tạo tế bào gan. Vinashoptv.com 1-855-855-5888. Oyster Max Go, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vinashoptv.com 1-855-855-5888.